Gần đây, việc ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi, vào đầu năm 2016, được lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký quyết định bổ nhiệm hàm phó vụ trưởng vụ kinh tế, khiến dư luận đã xôn xao, ngờ ngợ. Trẻ mà có tài và được bổ nhiệm đúng quy trình thì không việc gì phải bàn, bởi đó là điều đáng khuyến khích đằng này. Điểm lại quá trình từ khi mới là nhân viên thử việc cho đến khi được bổ nhiệm vụ phó, chỉ có 17 tháng, xem ra có nhiều điều khó hiểu, theo tài liệu chúng tôi có được. Trước khi trở thành người của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Hoàng là du học sinh tại Trung Quốc tháng 6 năm 2014. Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký quyết định tuyển dụng ông Hoàng làm công chức tập sự với thời gian 1 năm tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2014. Bấy giờ, ông Hoàng được bố trí làm việc tại phòng nghiên cứu tổng hợp trực thuộc văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, không có mặt làm việc thực tế tại ban ngày nào, nhưng vào đầu tháng 9 năm 2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ quyết định cử ông Hoàng đi du học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật Bản với thời hạn 2 năm. Ông Hoàng không được hưởng lương, các chế độ có liên quan và phải tự đóng bảo hiểm xã hội. Văn bản cử đi học thể hiện rõ, sau khi ông Hoàng hết thời gian tập sự 1 tháng 8 năm 2015, dù đang còn nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhưng chỉ 5 tháng sau đó, ngày 15 tháng 1 năm 2016, một lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Hoàng làm phó vụ trưởng vụ kinh tế trực thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Và hơn một tháng sau đó, ngày 17 tháng 2 năm 2016, vị lãnh đạo này lại tiếp tục ký quyết định cho ông Hoàng được chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ theo công văn xin đề cùng ngày từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thành người của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông vụ phó này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bổ nhiệm ghế Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về nhận quyết định mới. Ông Hoàng bay trở lại Nhật để tiếp tục việc học. Một cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng đây là việc bổ nhiệm mà là bởi anh này chưa hội đủ điều kiện theo quy định, ít nhất là phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thâm niên công tác, giữ ngạch công chức chuyên viên chính hoặc tương đương. Phải thi chuyên viên chính được Bộ Nội vụ công nhận. Lạ lùng hơn là khi ông Hoàng được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng, nhiều cán bộ chủ chốt tại ban không hề biết. Việc ký bổ nhiệm cũng không hề thông qua tập thể lãnh đạo ban. Việc bổ nhiệm có thật sự là ma hay không, có đúng quy trình hay không vẫn phải chờ thông tin chính thức từ lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, những gì kể trên cho thấy dư luận đặt dấu hỏi về ông phó vụ trưởng tuổi 26 tựa như nghi án Trịnh Xuân Thanh. Thứ hai là có cơ sở.